ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Hoàng Hiệp vừa bật triển khai dự án công trình âm nhạc đặc trưng mang tên Lam Phương The Jet tại Mỹ. Để công chúng rất có thể hiểu hơn về dự án công trình tương tự như những ấn phẩm của toàn ekip, Phạm Quỳnh Anh đã sang xứ sở cờ hoa và cùng Hoàng Hiệp thức trắng đêm tổ chức buổi giao lưu âm ấn tại tư gia nhạc sĩ Lam Phương. Ekip triển khai dự án công trình Lam Phương The Jet xuất hiện tại tư gia nhạc sĩ 81 tuổi để giao lưu. Ngay phần đầu cuộc trò chuyện, Lam Phương thông tin tình trạng sức khỏe của bản thân mình. Tôi luôn luôn mong ngày trở về nhưng sức khỏe không được cho phép nên mong người theo dõi thông cảm. Bao năm nay, tôi luôn luôn giữ niềm mong muốn trong cuộc sống thường ngày. Dù bệnh nhưng tôi chưa lúc nào xong xuôi mong muốn, nhất là mong muốn sự trở về Việt Nam gặp mặt người theo dõi yêu thích âm nhạc Lam Phương, nhạc sĩ 81 tuổi cho biết. Khi biết về việc Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Hiệp sẽ lựa chọn và thể hiện lại một ca khúc bất hủ của ông trong dự án công trình Lam Phương The Jet, nhạc sĩ Lam Phương nói, mỗi ca sĩ hát nhạc Lam Phương đó là sự hân hạnh cho chính tôi. Phạm Quỳnh Anh là một trong giọng hát mới, tôi không vô số chủ ý để đóng góp nhưng đó là một giọng hát hay. Phạm Quỳnh Anh tiếp lời rằng đây mới là vinh hạnh lớn cho cô và những ca sĩ trẻ có thời cơ được hát nhạc của Lam Phương. Phạm Quỳnh Anh thấy vinh dự nhưng cũng tương đối áp lực khi hát nhạc Lam Phương. Là giọng ca nối sát với những ca khúc tình cảm nhẹ nhàng được thanh niên yêu thích, nhưng Phạm Quỳnh Anh thừa nhận khá áp lực khi thể hiện những ca khúc nổi tiếng một thời, từng được nhiều giọng ca nữ gạo cội thể hiện thành công. Tôi trân trọng mối duyên này bởi không phải người nào cũng có được sự tin tưởng của nhạc sĩ Lam Phương. Do đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm bằng toàn bộ sự chân thành của bản thân mình. Tôi tin độ trải nghiệm cuộc sống thường ngày của bản thân mình đủ để khoác chiếc áo làng hơi mới cho những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương. Khi tôi hát cho bác nghe và mời bác góp ý, bác nói cứ hát đi, hát càng nhiều càng hay. Sự động viên của bác là động lực cho tôi xong xuôi sứ mệnh trong dự án công trình này, nữ ca sĩ nói. Về việc kết phù hợp với Hoàng Hiệp trong dự án công trình mới này, cả hai bậc đã là đồng đội thân thiết 20 năm, hiểu rõ sâu xa nhau trong cả quá trình lẫn cuộc sống thường ngày nên dễ tìm được sự đồng cảm trong âm nhạc. Dự án Lam Phương The Jet sẽ lên sóng tập trước tiên vào ngày 18 tháng 8 trên YouTube, kéo giãn dài trong 4 tháng với 20 tập. Hàng tuần sẽ có một video clip ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương do Hoàng Hiệp, Phạm Quỳnh Anh thể hiện được phát thắt chặt và cố định vào một khung giờ. Đây là một trong dự án công trình phi lợi nhuận và ekip triển khai mong muốn sẽ đưa những sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương đến gần hơn với người theo dõi trẻ bằng những phiên bản phối mới.